Sắp rồi. À, bây giờ cái ca này á, là em bé đang nằm sấp, cái đầu thì nằm ở phía trên, bụng phía dưới, như vậy thì bên trái phải bình thường. Nhưng mà về nguyên tắc á, khi các anh chị mới làm hay á, thì nếu thấy thấy nằm sấp này thì các anh chị đừng có làm ha, cho đi sản phụ đi lại cho nó ngửa lên thì mình đánh giá kết quả nó mới đúng. Chứ còn nếu mà mình làm nhiều khi nó bị sót, sót bệnh đó ha. Ok, chắc kêu ca khác đi em. Cái này cái cột sống nó ngay chính giữa giờ mình làm sót bệnh nữa. Ok, cha ra đi lại chút xíu nha. Chứ nó đang nằm sấp á. Nhanh mà. Bây giờ chúng ta tiếp cận phải trái trước ha. Đầu tiên vô thì chúng ta coi phải trái. Em bé này coi như là nằm nghiêng đi. Nghiêng phía bên cái lưng và phía bên phải của người mẹ. Cái đầu ở phía trên. Như là như vậy thì cái bên trái là ở phía dưới ha. Dạ. Thai này 17 tuần 5 ngày cho nên nó cũng nhỏ. Bây giờ chúng ta zoom cái phần chúng ta định khảo sát lên. Cái này gọi là hộp roi đó ha. Rồi coi bốn buồng. Bốn buồng thì chúng ta thấy cũng cân xứng ha. Rồi chúng ta cắt đường ra của thất trái. Cái này là cái đường ra của thất trái, chúng ta sẽ coi trên hình động, nhưng mà trên hình tĩnh tôi dừng lại hình là cái vách liên thất nè, thành trước của động mạch chủ nè. Thường siêu âm tim á, thì chúng ta phải dựa trên hình ảnh động.
bây giờ chúng ta tiếp cận, chúng ta coi thử cái động mạch phổi nó có ra từ thất phải hay không. Bây giờ chúng ta dịch chuyển đầu dò chỗ khác ha. Đây chúng ta thấy được cái động mạch phổi ra từ thất phải đây. Để các anh chị, tôi chỉ cái hình tĩnh trước rồi chút xíu nữa hành động sau. Đây thất phải cho ra động mạch phổi, nó đi ra đây, ống động mạch đi ra đây nè. Động mạch phổi đi ra từ thất phải ha. Động mạch chủ ra từ thất trái. Rồi, khi mà chúng ta đã kiểm tra những cái bệnh lý cơ bản mà chúng ta thấy nó không có gì bất thường, chúng ta nhớ là phải kiểm tra lại cái tĩnh mạch phổi nữa ha. Đường ra thất trái này thì chúng ta thấy rõ ha, đường ra thất trái. Rồi, chúng ta cắt lên. Động mạch chủ và động mạch phổi cũng có bắt chéo với nhau. Nhắc lại là những cái trường hợp mà nó đang nằm sắp như vậy thì chúng ta khảo sát sơ thôi, chứ còn nếu mà muốn kỹ là chúng ta phải chờ lại. Nhưng mà các anh chị thấy nếu mà mình cắt lên ba mạch máu á, là mình thấy nó bất thường rồi nè ha. Nó không phải bình thường, nó chạy không có giống như cái hình chữ V như bình thường chúng ta thấy, mà thấy cái động mạch chủ nó đi lên đây, cái nó vòng ở đây ha, nó tạo cho ống động mạch chỗ này giống như là hình chữ U vậy đó ha. Nhưng mà lại vì em bé nó đang nằm sấp nè, may quá, chắc nó nằm ngửa đó này. Hay không bằng hên. Đó, mình chờ nó ngửa ra cho nó ha. Đó. Rồi. Như vậy thì chúng ta bỏ đớp lơ màu vô để chúng ta coi cái hình ảnh nó như thế nào ha. Đó, thì chúng ta thấy là cái khí quản nó nằm chính giữa đây. Thì kinh nghiệm cũng như sách vở nói á, đứng trước một trường hợp mà chúng ta thấy cái cung động mạch chủ bên phải thì chúng ta phải loại trừ là em bé đó có bị cung động mạch chủ đôi hay không. Loại trừ bằng cách là chúng ta bỏ cái đớp lơ màu vô ha. Chúng ta coi thử là dọc theo trên cái đường đi của động mạch chủ lên này, nó có chia ra một cái nhánh nào đó qua bên trái hay không. Đó là cái hướng dẫn thứ nhất. Hướng dẫn thứ hai là khi mà chúng ta kết luận cung động mạch chủ bên phải như vậy mà chưa có cung động mạch chủ đôi á, thì bắt buộc chúng ta phải kiểm tra lại một lần thứ hai vào tuần lễ thứ 30 để chúng ta loại trừ hoàn toàn những cái trường hợp mà những cái mạch máu đó nó nhỏ, chúng ta bị bỏ sót lúc thai còn nhỏ. Ví dụ như cái trường hợp này là chỉ mới có 18 tuần à, 17 tuần 5 ngày à. Hiện tại thời điểm này tôi vẫn chẩn đoán là cung động mạch chủ bên phải
tại vì nó ở bên phải của đường thở nè. Và cái cung động mạch chủ bên phải này thường nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cái sức khỏe của em bé, bởi vì cái khí quản này nó không có bị ảnh hưởng bởi các cái vòng mạch máu. Chỉ có những cái tình huống ví dụ như là thêm phối hợp thêm của các cái động mạch nó xuất phát bất thường, nó chạy ngang qua phía trước này á, thì nó mới làm chèn vô trong cái đường thở này. Chứ còn nếu mà cái cung động mạch chủ bên phải đơn độc thì mình phải coi tầm soát các cái, tìm các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là sưng mũi hay là tuyến ức như thế nào, để chúng ta coi có kèm hội chứng đi rọt kèm theo hay không. Chứ còn về cái tim thì, về tiên lượng thì vẫn không có gì phải đáng lo ngại hết. Rồi các anh chị có hỏi gì về cái cung động mạch chủ bên phải này không ạ? Như vậy thì các anh chị thấy khi mà em bé nó ngửa lên một cái là cái hình ảnh chúng ta nó sẽ khác liền. Còn nếu mà cái hình ảnh mà em bé mà nó nằm sấp là chúng ta coi như là mò hoài mà cũng không ra. Rồi, 30 tuần kiểm tra lại. Tên gì? Bao nhiêu tuần em? Em bé này thì cái đầu ở bên phía sát tử cung người mẹ, cái lưng thì nằm phía bên tay trái của người mẹ ha. Thai này là 25 tuần 4 ngày. Rồi dạ dày bây giờ chúng ta cắt lên 4 buồng ha. Đây, bốn buồng thì chúng ta thấy đây, đầu chúng nó còn tắt nhau đây này. Bốn buồng này chúng ta cắt đường ra thắt trái này ha, thì chúng ta thấy một cái thông liên thất. Đây chúng ta thấy cái thắt trái động mạch chủ đây, chúng ta thấy có trên cái hình ảnh động á. Chúng ta thấy có không có sự liên tục của cái thành trước động mạch chủ với lại cái vách liên thất.
Để kiểm chứng thì chúng ta để cái đớp lơ màu vô. Thì chúng ta thấy có cái dòng dòng màu này nó đi qua đây ha, qua cái lỗ thông đó ha, màu hai chiều nè ha. Đó. Rồi, như vậy là có thông liên thất ha. Cái động mạch chủ đây chúng ta thấy đây. Mình chưa thấy động mạch phổi cho nên không biết sao. Bây giờ mình đo kích thước động mạch chủ thử là bao nhiêu. Kích thước mình đo đây là 3.3. Rồi bây giờ chúng ta coi tiếp cái đường ra của thất phải. Đây chúng ta thấy cái động mạch phổi ha, có vẻ lớn hơn đi ra từ thất phải. Cái vòng vành động mạch phổi lúc này chúng ta đo là khoảng 5.6, tức là nó gần gần gấp đôi so với cái động mạch chủ. Cái mà để cho các anh chị khi mà đi làm á, để ý ha. Nếu mà chúng ta cắt đường ra của thất trái bình thường, nếu mà có một cái thông liên thất thì nhưng mà cái đường đi của cái động mạch thành trước động mạch chủ và động cái thất bát liên thất này thường nó cũng vẫn là thành một cái giống như là kẻ một cái đường đó, nó vẫn đi mềm mại chứ nó không có đi gắt như vậy. Cái này đi gắt, đi nó đi cong qua bên trái ha, của cái vách. Thì cái này người ta gọi là cái vách nón ở dưới động mạch chủ này nó bị lệch trái. Mà một khi mà cái vách nón mà nó bị lệch trái như vậy á, thì cái nguy cơ hẹp eo động mạch chủ hoặc là gián đoạn động mạch chủ rất là cao. Cho nên cái đó là những cái mà chi tiết các anh chị cần phải để ý để mình đi tìm tiếp đối với những cái tình huống như thế này. Cái thông liên thất mà vách nón bị lệch qua bên trái thì các anh chị phải đi tìm tiếp cái tiếp theo là nó bị hẹp eo hay không. Thì chúng ta nhờ cái đốp lơ màu chúng ta coi thử cái mặt cắt ba mạch máu khí quản nó như thế nào. Bé nào nó cũng một cái điểm gợi ý nữa là các anh chị thấy nó đi thẳng, nó thẳng chứ nó không có gọi là đường cong mềm mại ha. Thì trong đầu mình cũng nghĩ nhiều tới lại cái bệnh gián đoạn cung động mạch chủ á. Tại vì gián đoạn cung động mạch chủ, các anh chị đọc cái bài đó, các anh chị sẽ thấy là thứ nhất là một cái thông liên thất lớn. Cái thứ hai nó là thường là hai thất nó cân xứng. Chứ còn trong hẹp eo thì thường cái lỗ thông nó không có lớn, và thất trái nó sẽ bị mất cân xứng tim phải, tim trái ha. Rồi bây giờ mình cắt dọc cung động mạch chủ để mình kiểm tra đi. Chứ bây giờ cái em bé nó đang nằm vậy thì mình rất là khó để mà cắt ba mạch máu và khí quản. Mình cắt dọc theo cung động mạch chủ. Tại vì nó đang nằm sấp cho nên là mình thì chúng ta sẽ dọc theo cái cung động mạch chủ, rồi chúng ta sẽ cho nhờ cái đốp lơ màu để nó tìm giùm mình ha, tìm mình cái đường đi của cái cung động mạch chủ.
Cái dấu hiệu nữa mà các anh chị thấy trên cái ca này á, khi mà các anh chị cắt dọc theo cái cung động mạch chủ nè, ở dưới này là cái động mạch chủ lên, nãy chúng ta biết ha, nó đi lên. Và cái đặc điểm của đi lên của trong cái mà gián đoạn cung động mạch chủ, người ta nói là giống như cái cây mà chặt ba của cái xỉa của Tôn Ngộ Không vậy đó, đó. Đó, cây okay. Đến ba đó, nó đi lên. Thì cái này nó gần như là ủng hộ cho chúng ta cái chuyện kia, nhưng mà cái để coi thử coi, có thể là một cái gián đoạn tiếp coi chừng. Màu nó đang màu xanh, không phải. Xe đầu giờ. Ủa sao bấm invert chứ vậy? Như vậy thì cái bằng chứng mà nãy giờ tôi thu thập á, nó sẽ gợi ý cho tôi là gián đoạn, là bởi vì sao? Bởi vì là theo như lập luận á, là máu nó sẽ tống từ cái động mạch phổi ra, ống động mạch này nó có màu đỏ, các anh chị vừa thấy ha, màu đỏ. Rồi từ cái màu đỏ đó, cái máu của ống động mạch nó mới tưới ngược lại trên cái cung động mạch chủ này. Cái cung động mạch chủ này nó bị nhỏ, nó chỉ có tưới ngược lại một cái đoạn thôi. Và thường á, gián đoạn cung động mạch chủ tiếp B á, thì nó là gián đoạn giữa cái động mạch cảnh bên trái và động mạch dưới đòn bên trái. Tiếp A là ngay chỗ sau động mạch dưới đòn ha. Tiếp B là giữa đó, cho nên là nó tưới ngược lại. Cho nên lúc này chúng ta tưởng là cái cung động mạch chủ nó còn, nhưng mà nó tưới ngược lại lên đây, của cái cung động mạch chủ nó tưới ngược lại đây, còn nó gián đoạn là bây giờ chúng ta phải bắt được cái đoạn cái gián đoạn đó ha, tức là chúng ta không thấy được cái sự liên tục của không, cái này mình sẽ dò ra được, không sao, dò ra từ từ đó. Tức là cái cung động mạch chủ ở đây nó tưới ngược lên chỗ này nè, nó tưới ngược như vậy là mình biết là gián đoạn rồi. Là tại vì nếu mà lập luận bình thường, cái động mạch chủ nó đi, nó bơm máu lên cung động mạch chủ nó đi ra, thì cái này nó phải hướng về phía đầu giò, nó phải màu đỏ ha. Màu xanh tức là cái động mạch chủ nó không có bơm lên đó được. Trong tim mạch là mình có những cái lập luận như vậy ha. Như vậy bây giờ mình còn coi thử là nó bị bắt đầu gián đoạn chỗ cái khu vực nào thôi. Chờ nó gián đoạn luôn cái tiếp A, tiếp C luôn mới mệt hết chứ.
Đây là ba mạch máu anh chị, tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ lên, động mạch phổi ha. Coi thử động mạch chủ này mấy mảnh nè. Và động mạch chủ này chúng ta không không có thấy không thấy cái dạng của hai mảnh mà nó có vẻ như có cái dạng của ba mảnh. Nãy giờ đang muốn chứng minh là cái cung động mạch chủ nó có liên tục hay không á, thì cũng là một cái cách cắt là mình cắt ba mạch máu khí quản. Thấy chủ yếu là động mạch phổi thôi chứ còn cái
anh chị thấy trên cái hình của các ngang và van động mạch chủ nè, cái động mạch phổi này nó không có bình thường, là mình thấy là cái động mạch phổi này nó ra đây, nó chia nhánh, nó đi cái hướng này, cái xong cái bình thường nếu mình cắt ở trên mặt cắt này á, là mình sẽ thấy cái hình giống như là hình của cái ngón tay, tức là mình thấy nó chia ra của động mạch phổi phải và động mạch phổi trái, hình ngón tay gì đó. Thì bây giờ thì mình thấy là cái động mạch phổi phải thì nó theo cái hướng này, nó đi ra đây rồi nó bắt chéo ngược lại ha, cái bên này là cái hướng, cái bên này cho anh chị thấy là đang là bên trái nè, thì cái nhánh bên này nè ha, nó chạy ra đây, nó đi qua bên trái, thì cái nhánh bên phải nó sẽ ngược lại. Nhánh bên bên phải đối với những cái tình huống này á là nó sẽ đi như vậy. Cái này là ống động mạch rồi nè, đây động mạch phổi phải, động mạch phổi trái á, thì nó sẽ đi, nó đi từ bên này, nó đi qua đây đó, thấy không? Đây là nó dưới ống động mạch nè, đây động mạch phổi phải nè ha, động mạch phổi trái nè, thấy không? Này vậy đó, đó động mạch phổi trái rồi, cái đó là ống động mạch đó, thấy không? Đây là động mạch phổi trái, đây là ống động mạch ha. Thì cái này người ta gọi là pulmonary artery crisscross, tức là bắt chéo của động mạch, giống như là bắt chéo của thất vậy đó. Thì hai động mạch phổi nó bắt chéo với nhau, pulmonary artery crisscross, crisscross giống như là nãy mình thấy hai cái thất nó bắt chéo vậy đó. Thì hai cái động mạch phổi này nó cái dạng crisscross với nhau, thấy không? Rồi như vậy thì cái động mạch phổi này nó cũng là không có bình thường ha. Van hai lá thì bình thường, mình khảo sát từng cái van một ha, van hai lá bình thường. Không, cái này là động mạch chủ lên, đang cắt động mạch chủ lên ha, nó lên cái thân động mạch cánh này đầu, rồi cái phổ của nó là một của cái kia là bắt đầu ngược rồi đó. Như là coi chừng cái này là bị tiếp A luôn đó ha. À quên, xin lỗi, tiếp C, tôi nói lộn các anh chị, tiếp C ha. Tiếp A là sau cái động mạch dưới đòn trái, tiếp B là giữa động mạch dưới đòn trái và cảnh trái, còn tiếp A nó đếm ngược, tiếp C nó đếm ngược lại là chỗ thân cánh tay đầu với lại động mạch cảnh bên trái á ha. Thì cái này nó lên tới đây là nó hết rồi, nó không có nối nữa ha. Như vậy kết luận lại một cái ca này á là mình có là thông liên thất nè ha, cái bị lệch cái vách nón ra phía sau nè ha, gián đoạn cùng động mạch chủ tiếp C ha, rồi có cái crisscross của cái động mạch phổi đây nè, crisscross nè ha. Ống động mạch nhánh to lắm rồi. Đó, cái động mạch phổi bên trái nè, nó đi từ đây nè,
đi từ góc bên này nó đi qua đây nha. Còn cái đồng bằng phổi phải chút xíu nữa mình cắt là nó đi từ đây đi vòng lại ngược lại. Đó, thấy không? Đi từ hướng bên này nè. Phải nè. Nãy trái là nãy cái hình nãy á. Nãy nó đi qua đây nha. Nó bị chéo với nhau á. Như vậy thì cái ca này cái nguy cơ mà bị đi rọt cũng cao đó nha. Tiếng ức là sao? Tiếng ức cũng có vẻ không có bình thường á. Nhỏ. Vậy chắc kiếm đi rọt đi ha. Rồi các chị ở dưới có hỏi gì về cái bệnh lý này không? Thôi được rồi, không sao, không sao, không sao. Kệ, không cần đâu. Không cần đâu. Kệ đi, không sao đâu. Mình tự làm được mà, đâu cần. Mẹ và cũng hơi thở và thở ngực á, chứ đừng có thở bụng. Cho mấy giờ? Nó đã bị ngược lại từ động mạch chi đoạn này đi ngược lại. Sướng quá trời luôn. Thu stick cơ mà. Nhưng mà nó cứ lắc quá. Nhỏ đâu. Xoay một tí.
Định chứng minh cho các anh chị thấy trên cái hình ảnh của gián đoạn cung nội chủ, hai cái động mạch đó nó không có kết nối với nhau á. Đây là cổ động mạch chủ tới đây nè, đây là cổ động mạch phổi, nó ra ống động mạch đi xuống tiếp nè. Nó đi lên tới đây cái nó chia ra, nó đi ra đây luôn nè ha. Chứ nó không có liên quan gì, nó không có nhập về cái hướng của cái ống động mạch này. Rồi kết luận cuối cùng, thông liên thất gián đoạn cung động mạch chủ tiếp A, à quên, tiếp C, nó lộn, cứ liên quan ngược cái đó vậy. Stick hả? Biết nó có chịu đứng yên hay không. Để bé này nó từ từ bốn đề ngủ nè, to quá à. Sao tự nhiên xuống rồi? Không đẹp này. Không đẹp này. Thầy kể cứ lưu đi rồi từ từ tính em ơi. Mặc luôn. Chỉnh ra tới cái ống động mạch này nè. Ui sao nó rộng quá. Đi. À, chắc cho chị xuống đi. Ok, là xong rồi em. Em bé của em nãy giờ là nghe rồi ha. Rồi bác sĩ sẽ còn một ca nữa phải không? Không, 902 865 142. Vâng. Em nháo qua đi, em tên gì? Rồi ok, bye bye bye. Rồi rồi ok. Ủa còn ca nữa đâu em? Còn một ca nữa.
nối với đài cơm. Ở đây có cái đài cơm à? Ủa, bây giờ vẫn đang nối dây luôn hả? Đó là phải tắt cái chức năng đó trước khi ấy. Xích qua đây chút xíu em. Không, 22 12 đuôi á. À, các anh chị thấy mình để cái doppler màu vô nó giúp cho mình trong cái trường hợp này nè. À, cái đường ra của thắt trái, tại vì bây giờ gần hết giờ rồi nên sắp cũng làm luôn ha. Cái đây là cái vách liên thất nè, cái này là động mạch thành trước của động mạch chủ nè. Ha. Chúng ta thấy có cái doppler màu bất thường chỗ này nè ha. Mà cái thông liên thất này nhỏ thôi cho nên nó cũng tiên lượng nó cũng không có xấu lắm đâu, nó tốt chứ không có gì đâu ha. Mấy cái doppler màu mà nhạy á, chúng ta để vô chúng ta thấy ha. Cái màu nó đi qua cái vô đó ha. Đó, đây nè, thấy không? Này có thông liên thất mà rất là nhỏ. À, cho nên là cũng các anh chị sót cũng được chứ không sao đâu ha. Rồi động mạch phổi thì ra bình thường. À, anh chị cắt chỉ cần thấy nhĩ trái thất trái bình thường, tĩnh mạch phổi bình thường, mấy cái đơn giản vậy mà không có gì thôi hả. Còn cái chuyện mà thông liên thất chỗ này nhỏ, nhỏ xíu mình cắt mình thấy màu doppler qua mình ghi nhận lại để mình theo dõi tiếp ha. Đó. Chưa tới một ly nữa. Rồi, không sao đâu, xong rồi. Rồi, tiếp theo. Cái này nữa là hết đúng không? Em tên gì vậy em? Liên hả? Dự sinh là ngày mấy? 25 tháng 7 2023 là 20 tuần ha. Bụng nằm ở dưới, đầu ở trên, em bé đang nằm nghiêng bên phải của người mẹ. Tim trái dạ dày bên trái rồi lên bóng buồn, không thấy đầy đủ bóng buồn ha. Khi mà chúng ta thấy nó không có
đầy đủ bốn nguồn như vậy, chúng ta phải coi lại kỹ cái thần bụng thử làm sao. Phải nó khó mà nó nằm tư thế khó. Bây giờ một cái ca như vậy về mặt tầm soát á, các anh chị có thể là lấy cái chiều dài của vách liên nhĩ ha, là ủa sao cái số nó kỳ vậy, chiều dài của vách liên nhĩ là 8.3, chiều dài của vách liên thức là 10.2. 8.3 chia 10.2 nếu mà bình thường á, là chiều dài vách liên nhĩ là phải dưới 50% ha, nếu mà nó trên 60% thì cái nguy cơ là bị đau rất là cao, à quên, bị kênh dĩ thất rất là cao. Nghiêng qua đây thì tự chị nghiêng qua đây bên bên đây.
thấy một cái đại động mạch rất là lớn ha. Thì ra đây nó có vẻ như là động mạch chủ, động cái chi nhánh sớm. Ngược lại bên kia tí xíu nữa. À, các chị thấy cái này nó có một cái không có bình thường nữa là mình bắt từ cái động mạch chủ xuống á, động mạch chủ ngực á, nó có cái phổ bất bất thường nó đi ra nè ha, mạch máu chỗ này nè, chưa kịp lưu thì lưu đi. Đó, tức là có cái này gọi là có cái tuần hoàn bằng hệ đó ha, tuần hoàn bằng hệ nó đi ra từ cái động mạch chủ xuống nè, nó nuôi ngược vô lại trong phổi đó ha. Cái những cái trường hợp mà mình cắt mà mình thấy chỉ có một đại động mạch thôi đó, bây giờ mình đang đang đi tìm đó, cái động mạch phổi mà mình cắt dọc động mạch chủ xuống mình thấy cái động mạch này ra là coi như là cái collateral, cái tuần hoàn bằng hệ này khá là lớn đó anh chị ha. Hồi nãy là mình cắt dọc cùng động mạch chủ là mục đích là mình tìm, không phải là cái tuần hoàn bằng hệ không, mà mình coi thử cái vùng eo động mạch chủ á, cái ống động mạch của nó sẽ đi theo cái hướng như thế nào, mình coi thử cái ống động mạch nó cái vùng dưới vùng eo nó đi hướng như thế nào, nhưng mà cái động mạch ống động mạch thì mình lại không thấy, mình lại thấy cái tuần hoàn bằng hệ ha. Nằm ngửa lại đi, đi chị ngửa lại. Sau khi xoay tới xoay lui thì nó sắp hoàn toàn.
Như vậy cái này chị thấy mà các bốn nguồn là mình nghĩ có một cái kênh nhĩ thất, bởi vì nó có cái thâm liên nhĩ ở vùng thấp này, thâm liên thất phần nhận này, và cái van nhĩ thất mình thấy trên cùng mặt phẳng. Rồi mình thấy cái động mạch chủ thì có vẻ như nó ra từ cái thất phía trước đó ha, thất phải. Cái động mạch phổi thì mình không thấy. Mình thấy cái tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ xuống. Cái tuần hoàn bằng hệ đây ha. Thì hiện tại cái chẩn đoán tạm thời của tôi á là cái đây là một cái kênh nhĩ thất, có một cái sai vị đại động mạch không lỗ van động mạch phổi. Như vậy cái tình huống như vậy là mình phải chút nữa mình phải coi kỹ lại có phải là hội chứng động dạng phải hay không, hay heterotaxy á, thì chút xíu nữa mình tìm lại ha. Có gì mình bế mạc nha. Ok, đi lại chút xíu đi. Ok, về cũng hết luôn rồi.